em rất là lo lắng, tại vì em không biết mẹ em sẽ buồn hay là vui. Lần đầu tiên trong cuộc đời em sẽ nói về điều này với mẹ em. Chào em. Cố lên. Cái gì thế nhỉ? Xin chào mọi người và chương trình Thiếu Niên Nói. Mình tên là Nguyễn Khải Trân, học sinh lớp 10A 13 trường Trung học phổ thông Hùng Vương. Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện về năng khiếu của mình. Từ nhỏ thì mình đã có một sở thích, đó là vẽ tranh. Mình vẽ tranh từ nhỏ đến lớn và mình mày mò từ mọi cách. Từ vẽ tranh màu sáp, màu chì, và bây giờ mình đã có khả năng vẽ bằng màu nước. Màu nước khó nhất. Mình có thể cho các bạn coi những bức vẽ của mình. Đây là bức vẽ của mình. Wow. Và sau những bức vẽ này đã có thầy của mình khen và nhắn nhủ mình, gợi ý cho mình tương lai là tại sao con không đi học kiến trúc. Và nếu học kiến trúc thì mình phải luyện vẽ từ bây giờ. Thì có một người thì lại không muốn mình đi học vẽ. Bảo rằng mình có xem về hoàn cảnh gia đình mình không? Mình có thấy là mày vẽ chỉ bắt chước thôi, đâu có gì đâu mà hay ho. Mày có tin là mày đòi một lần nữa là sẽ không được học gì hết luôn không? Đó là mẹ của mình. Mình biết là mẹ muốn mình học những nghề khác, như là bác sĩ hay là giáo viên, những nghề trong tương lai mình sẽ sung sướng hơn. Nhưng mà đó là không phải là đam mê của mình thì mình sẽ không thể cố gắng trong tương lai được. Cho nên là nhờ chương trình này con muốn hỏi mẹ là sao mẹ không cho con học vẽ vậy? Bây giờ thì là mới học lớp 10 thôi, nhiều khi ước mơ mình chỉ là thoáng qua thôi. Bây giờ mình cứ học đi, rồi còn 2 năm nữa thì mình cũng có thể là con muốn cái này, con muốn cái kia, thì ba mẹ sẽ suy nghĩ và xem xét lại. Gia đình thì từ trên xuống dưới, con cháu cũng không thấy đứa nào vẽ đẹp hết. Ở nhà mình đâu có giống như gọi là cha truyền con nói hay là có cái năng khiếu vẽ gì đâu. Chắc là vẽ chơi vậy được rồi. Nếu muốn vô trường kiến trúc thì trung bình một người phải luyện vẽ từ 1 năm trở lên là ít nhất khả năng vẽ vào được kiến trúc. Bây giờ mẹ hỏi con có thời gian để đi học vẽ không? Sáng thì đi học buổi sáng, xong rồi trưa về đi học. Tối về coi như là một tuần là con phải ở ngoài đường tới 9 giờ tối. Con đâu có thời gian để mà thi mộc vẽ. Nhưng mà mùa hè thì con có thời gian rảnh không, có thể học? Nếu mà học vẽ mà nó học nghỉ hè có 2 tháng thì đâu học vẽ đâu có thành. Thì trong trường không phải là học full một tuần 7 ngày sáng chiều. 3 năm 7 là con phải đi học võ, 2, 4, 6 là con phải đi học anh văn, 2, 4, 6 là con còn phải huy học các môn khác nữa. Mày nghĩ thời gian con rất là dày đặc. 2, 4, 6 con học tiếng Anh, thứ ba con học võ, sáng thứ bảy chủ nhật con học võ, con vẫn gặm 3, 5, 7 buổi chiều. Nếu mà con đã quyết định mình thích đơn vẽ thì để ba mẹ xem xét lại và coi kinh tế mình có đủ điều kiện để cho con đi học vẽ hay không. Dạ, cảm ơn. Trước đây thì do em với mẹ em thì vẫn còn khoảng cách chưa có thân thiết lắm cho nên em cũng chưa chia sẻ được nhiều. Thì tại vì con chỉ muốn là mẹ hiểu là mẹ biết con thích môn vẽ như thế nào thôi. Với lại ngày hôm qua con cũng không có thời gian nhiều cho nên con cũng vẽ mẹ một bức tranh tặng mẹ. Con yêu mẹ. Dù sao thì ước mơ của con nha, con cứ nung nấu. Con vẽ đẹp, con muốn học vẽ để sau này con trở thành một kiến trúc sư hay gì đó thì con phải chứng minh ngay từ hôm nay để ba mẹ biết được đây là cái ước mơ của con và ba mẹ sẽ ủng hộ con. Bây giờ Trân, cơ hội của em. Anh muốn là Trân nói thật là lớn, như một khẳng định lời hứa của mình là để cho mẹ biết. Mẹ ơi, con muốn thi vào trường kiến trúc. Gán nha
con gán đậu đại học kiến trúc để chứng minh là cái ước mơ của con là rất là đúng, không có sai. Rồi, cảm ơn Trân rất là nhiều, cảm ơn mẹ Trân rất nhiều. Cảm ơn mẹ Trân rất nhiều. Con muốn học vẽ thì mẹ sẽ cố gắng sắp xếp cho con học vẽ, nhưng cũng đừng mê vẽ quá. Trước tiên là tốt nghiệp lớp 12 cái đã. Nhiều khi mình đam mê vẽ quá mà cái chuyện học hành mình sa sút thì cũng không được. Hôm nay mình cũng khá thành công rồi đó. Mẹ cũng hiểu là ước mơ của em không sai. Em mong là sau chương trình này mẹ con em sẽ hiểu nhau hơn và sẽ có nhiều giây phút và chuyện với nhau nhiều hơn nữa.